Hôm nay tôi giới thiệu với các bạn phần mềm online, à, phần mềm phi lợi nhuận, tên phần mềm là hình thức trắc nghiệm chấm viên. Phần mềm này hỗ trợ các bạn ôn tập, dự thi nâng ngạch công chức, à, thăng hạng viên chức, ôn tập dự tuyển công chức viên chức, các môn kiến thức chung, môn tiếng Anh và môn tin học à, theo hình thức trắc nghiệm. À, học viên có nhu cầu kết nối Zalo à, với thầy giáo, thạc sĩ Lê Văn Quang theo một trong hai số hiển thị trên màn hình. 0912 595654 hoặc số thứ hai là 0943078 123. Sau khi các bạn kết nối Zalo với thầy giáo, các bạn sẽ nhận được các tin nhắn video bài giảng miễn phí. Các bạn xem video bài giảng trên điện thoại của các bạn hoàn toàn miễn phí. À, hôm nay tôi minh họa cái phương pháp học câu hỏi trắc nghiệm theo phương pháp tư duy à, cho cái tài liệu nghị định số 33 được à, chính phủ ban hành à, ngày 10 tháng 6 năm 2023 đối với các bạn ôn tập dự tuyển công chức cấp xã có yêu cầu học cái nghị định này thì chúng ta học như thế nào nghị định quy định về cán bộ công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách cấp xã ở thôn tổ dân phố thì thông qua cái tài liệu này các bạn sẽ biết được phương pháp học trên phần mềm các tài liệu khác các bạn học hoàn toàn tương tự phần mềm thường xuyên update cập nhật ở những câu hỏi trắc nghiệm cho tài liệu mới nhất nhằm đáp ứng nhu cầu của học viên như vậy, đối với cái tài liệu nghị định số 33 này, các bạn có thể tải file trên Google, sau đó các bạn lưu vào máy tính của các bạn, sau đó các bạn mở cái file này lên. À, đây là cái file tài liệu à, tôi minh họa hôm nay. À, sau đó các bạn thấy đây nó chia lấp mất màn hình. Thì đối với cửa sổ Windows thì nó nằm bên góc tay phải trên cùng màn hình các bạn. Đối với MacBook nằm bên tay trái thì các bạn chỉ mũi tên chuột, vào biểu tượng dấu trừ của cửa sổ, các bạn nhấn nút trái chuột một lần thì nó thu nhỏ lại. Các bạn lại chỉ mũi tên chuột vào biểu tượng thu nhỏ, à, các bạn nhấn nút trái thì nó mở lên. Đó, đây là à, biểu tượng điều khiển cửa sổ, chỉ mũi chuột, à, mũi chuột vào dấu trừ nhấn nút trái. Đó, thì các bạn thấy nó thu nhỏ. Sau đó các bạn khởi động trình duyệt trên máy tính. À, trên điện thoại, tốt nhất là trên máy tính vì dữ liệu nó nhiều chúng ta khởi động trình duyệt sau chúng ta gõ cái địa chỉ hình thức trách nghiệm vn chú ý là đuôi vn sau đó xuất hiện cái giao diện như thế này là đúng rồi đối với viên chức nó nằm ở phía dưới này đối với công chức nằm ở phía trên thì các bạn thấy được cấp ký danh như mục nào chỉ đăng nhập vào mục đó được thôi thí dụ hôm nay tôi minh họa cái phương pháp là môn kiến thức chung ôn tập dự tuyển công chức cấp xã là mục số 3 các bạn để con chó tại mục số 3 này Nhấn nút trái chuột liên tiếp hai lần nếu các bạn để nhầm sang mục khác thì sẽ không đăng nhập được à, chúng ta à, để đúng cái mũi tên chuột à, vào cái biểu cái dòng mà chúng ta có cái danh mật khẩu chúng ta nhấn nút trái chuột liên tiếp hai lần sau đấy các bạn nhập ký danh mật khẩu à, các bạn à, khi có ký danh mật khẩu các bạn phải bí mật người khác biết được đăng nhập phần mềm các bạn không đăng nhập được nữa vì vậy các bạn phải hết sức bí mật cái mật khẩu của mình à, sau đó các bạn chọn login để đăng nhập vào phần mềm à, sau đó các bạn có thể dành một hai phút để các bạn đọc ở trên cái trang này à, như vậy trên trang này để các bạn cứ duyệt từ trên xuống dưới à, nó nó có hàng trăm à, danh mục tài liệu các bạn chỉ chọn những tài liệu các bạn cần thôi đó các bạn di chuyển con trỏ xuống phía dưới À, các bạn tìm đến cái tài liệu hôm nay tôi minh họa cho các bạn đó là nghị định số 33. À ở đây là nghị định số 33 cán bộ công chức cấp xã phường hoạt động không chuyên trách cấp xã à, thôn phố. Thì như vậy cái nghị định này các bạn đọc cái chú thích ở đây. À, kể từ ngày 11 tháng 8 năm 2023 cái nghị định số 33 này có hiệu lực. À, thì các nghị định số à, 114, nghị định 112, nghị định 92, nghị định 34 bốn cái nghị định này là hết hiệu lực à, các bạn để ý cái nghị định 33 này ấy, khi có hiệu lực từ 1 tháng 8 năm 2023 thì bốn cái nghị định 114 112 92 34 là hết hiệu lực các bạn có thể đọc à, ở trên cái cái nền này à, bây giờ các bạn học câu hỏi cho nghị định số 33 các bạn để con trỏ tại cái mục nghị định số 33 các bạn nhấn nút trái chuột liên tiếp hai lần sau đó các bạn di chuyển con trỏ xuống phía dưới các bạn thấy có chữ thực hiện đề thi các bạn nhấn nút trái một lần sau đó các bạn thấy xuất hiện chữ start thì là nghĩa là bắt đầu các bạn nhấn nút trái một một lần vào chữ start à, sau đó để các bạn xem phần mềm à, hướng dẫn các bạn học à, và à, hình thức thứ hai là các bạn thi thử tức là khi thi thử tự đánh giá kiến thức của mình các bạn được chọn một trong bốn phương án phương án nào đúng hơn cả thì chọn. ví dụ như a đúng b đúng b đúng hơn a thì các bạn phải chọn b. khi muốn nộp bài sớm thì các bạn cũng phải tìm cái chữ finish ở góc tay trái màn hình các bạn để nộp bài sớm. bây giờ học lần đầu để nạp dữ liệu vào bộ óc các bạn. sau khi dữ liệu đã nạp vào bộ óc các bạn, các bạn sẽ bắt đầu tư duy thì các bạn mới có thể kiểm tra đánh giá kiến thức của mình và thi thử được. À, chúng ta chọn finish ở góc tay trái màn hình à, xem như mình đã hoàn thành bài à, học lần đầu tiên à, sau đó chúng ta à, tìm đến cái chữ nộp bài và kết thúc nhấn nút trái một lần xuất hiện một lần nữa để nộp bài kết thúc các bạn sẽ đọc nội dung câu hỏi ở trên màn hình à, vì như thế nào là đúng à, căn cứ vào nội dung câu hỏi phương án đúng là nó có nội dung đúng như trong tài liệu ngăn sai là có nội dung không đúng như trong tài liệu và có thể cái nội dung đó không có trong tài liệu, Đấy, đúng sai là như vậy. À, à, các bạn có thể à, danh sách cái số các câu hỏi nó có rất nhiều ở trên các ô vuông này, à, các bạn có thể di chuyển con trỏ à, lần lượt hoặc là các bạn muốn nhảy về cái câu hỏi nào thì các bạn kích chuột vào cái ô bên này, các bạn nhấn nút trái là các bạn sẽ nhảy về câu hỏi đó à, à, cho nó nhanh chẳng hạn. Thí dụ như các bạn đọc câu hỏi theo Nghị định 33 Đâu là trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của từng chức danh cán bộ công chức cấp xã Phương án A là tốt nghiệp cao đẳng trở lên Phương án B là tốt nghiệp đại học trở lên Phương án C tốt nghiệp đại học Phương án D tốt nghiệp trung học phổ thông Đó Thì các bạn để ý ở đây là hỏi về chuyên môn nghiệp vụ Cho nên các bạn để ý là tốt nghiệp trung học phổ thông là phương án bị loại trừ à, đấy, chuyên môn nghiệp vụ thì các bạn phải để ý là tốt nghiệp cao đẳng trở lên hay tốt nghiệp đại học trở lên hay tốt nghiệp đại học thì nó mới gọi là trình độ chuyên môn nghiệp vụ thì để giải quyết câu hỏi này các bạn căn cứ vào điều 8 mà phương án đúng đây là tốt nghiệp đại học trở lên như vậy à, đối với từng chức à, từng chức vụ cán bộ cấp xã thì cũng yêu cầu là phải từ tốt nghiệp đại học trở lên thì các bạn chú ý là À, trình độ chuyên môn nghiệp vụ từng chức vụ cán bộ cấp xã thì cũng phải yêu cầu tốt nghiệp từ đại học trở lên rồi à, căn cứ điều 8 thì các bạn sẽ kích chuột vào file các bạn tìm đến điều 8 đó, các bạn tìm đến điều điều 8 thì à, các bạn thấy à, chúng ta phải chú ý cũng cứ bình tĩnh chúng ta phải có cơ sở mà chúng ta cứ duyệt à từng điều một à, từng câu hỏi là tình huống đặt ra để giải quyết tình huống đó thì các bạn để ý là à, chúng ta à, câu hỏi nó sẽ quyết hết trình độ à, đây là thí dụ như là điều 8 tiêu chuẩn của từng à, chức vụ cán bộ cấp xã Để bí thư phó bí thư đảng ủy này thì các bạn duyệt các bạn thấy là à, là yêu cầu tốt nghiệp từ đại học trở lên đó thì các bạn thấy cái dòng đó thì tương tự như vậy các các bạn duyệt khoản 2 thì cũng yêu cầu là tốt nghiệp à, đại học trở lên đây này đó, như vậy tất cả các à, chức vụ à, cán bộ cấp xã đều yêu cầu tốt nghiệp từ đại học trở lên Đó, như vậy là chủ tịch phó chủ tịch hội đồng dân vân vân các bạn đọc toàn bộ điều 8 các bạn sẽ ghi nhận được trình độ chuyên môn nghiệp vụ thì đều tốt nghiệp đại học trở lên các bạn chỉ vào dấu trừ nhấn nó trái thu nhỏ lại như vậy là căn cứ vào và chỉ vào dấu trừ nhân nó trái thu nhỏ căn cứ điều 8 thì à, tốt nghiệp từ đại học trở lên thì các bạn thấy là phương án a tốt nghiệp từ cao đẳng trở lên là sai so với tài liệu, phương án b tốt nghiệp đại học trở lên là đúng như với tài liệu, phương án c tốt nghiệp đại học thì như vậy thì những người trên đại học thì sao? cho nên phương án c nó chỉ đúng một giá trị cụ thể, à, cho nên à, nó phương, chúng ta chọn phương án tốt nghiệp đại học trở lên thì nó bao gồm cả tốt nghiệp đại học, còn tốt nghiệp phổ thông thì nó không phải là trình độ chuyên môn nghiệp vụ, Đấy, cho nên bị loại trừ Đấy, cho nên vì thế căn cứ điều 8, tức là căn cứ tình huống đặt ra. À, để giải quyết câu hỏi này, các bạn phải giải quyết căn cứ điều 8. À, như vậy là phần mềm nó sẽ quyết phủ hết tất cả các điều của, của nghị định. À, chúng ta thấy là học có cơ sở là như vậy nè. Chúng ta phải nạp vào bộ óc chúng ta dữ liệu là trình độ chuyên môn của từng chức vụ cán bộ cấp xã thì phải tốt nghiệp đại học trở lên. Thì sau này các bạn sẽ Đối với công chức thì sao Thì các cái câu hỏi sau à, Ví dụ câu tiếp theo Đâu là nguyên tắc cán bộ công chức cấp xã Và người hoạt động không chuyên trách Ở cấp xã à, Ở thôn Tổ dân phố Thì đây là hỏi là các bạn phải tìm ra Nguyên tắc quản lý cán bộ công chức cấp xã Và nguyên tắc quản lý người hoạt động Không chuyên trách Ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố Thì có 3, 4 phương án Phương án A là tuân thủ hiến pháp và pháp luật. Phương án B bảo vệ lợi ích của nhà nước, quyền lợi và hợp pháp, pháp của các tổ chức công dân. Phương án C bảo đảm tính hệ thống, thống nhất, liên tục, thông suốt và hiệu quả. Phương án D bảo đảm sự lãnh đạo thống nhất của cấp ủy đảng. Thì các bạn thấy là căn cứ điều 3. Đó, thì căn cứ điều 3 thì đáp án đúng ở đây là đảm, đảm bảo sự lãnh đạo thống nhất của cấp ủy đảng. Đó, thì chúng ta kích chuột vào file chúng ta mở lên để chúng ta tìm đến điều 3 đó thì căn cứ để giải quyết câu hỏi này là căn cứ điều 3 như vậy chúng ta các bạn đọc điều 3 nạp dữ liệu hồ bó các bạn nguyên tắc quản lý cán bộ công chức cấp xã và hoạt động không chuyên trách ở cấp xã ở thôn tổ dân phố thì sẽ có 3 nguyên tắc đây ba nguyên tắc nguyên tắc thứ nhất là bảo đảm sự lãnh đạo thống nhất của các vị đó nguyên tắc thứ hai là bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ và phát huy vai trò trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan tổ chức đơn vị à, nguyên tắc ba là kết hợp giữa tiêu chuẩn chức vụ chức danh số lượng và vị trí việc làm của cán bộ công chức cấp xã số lượng và chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã ở thôn tổ dân phố như vậy các bạn soi vào một trong ba nguyên tắc này thì các bạn thấy ở câu hỏi này thì chị Phương Anh À, phương án D bảo đảm sự lãnh đạo thống nhất của cấp ủy à, Nó thuộc vào cái nguyên tắc số 1 đây đó Thế còn lại à, phương án A, phương án B, C à, đều không có trong à, điều 3 Cho nên nó gọi là phương án sai à, Không phải là nguyên tắc à, quản lý cán bộ công chức cấp xã à, Và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã ở thôn tổ dân phố Vì vậy chúng ta phương án đúng ở đây là phương án D trong lúc tôi đang trình bày với các bạn như vậy sẽ có ba nguyên tắc nó không phải là à, có trong điều ba à, các bạn lưu ý điều đó nữa à, chúng ta có thể à, dạ, à, di chuyển xuống phía dưới để các bạn thấy có chữ next này next page là à, trang sau à, chúng ta lại chọn trang sau à, để các bạn à, tìm các câu hỏi khác à, để các bạn học à, có rất nhiều dạng câu hỏi ở đây các bạn À, phải lần lượt đăng nhập vào phần mềm để các bạn học từ trên xuống dưới à, đó thì các bạn thấy là các bạn lại chọn next, next để sang trang sau cứ như vậy nó sẽ duyệt hết cho các bạn à, thí dụ như một dạng câu là à, tôi sẽ trình bày với các bạn một cái dạng câu này tương đối à, khó một chút thí dụ cái giá trị trong ngọc kép này là à, tham mưu giúp ủy ban nhân dân cấp xã Tổ chức thực hiện nhiệm vụ quyền hạn của Ủy ban nhân dân cấp xã trong lĩnh vực tài chính, ngân sách trên địa bàn theo quy định của pháp luật là nhiệm vụ của chức danh công chức cấp xã nào? Phương án A là công chức văn hóa xã hội, phương án B là công chức tư pháp hộ tịch, phương án C là công chức tài chính kế toán, phương án D là công chức văn phòng thống kê. Thì cái giá trị trong một kép này, cái nội dung này là nhiệm vụ à, của chức danh công chức nào? Thì đối với loại câu hỏi này là nó tương đối dài thì các bạn tư duy. Thì phần mềm hướng dẫn các bạn là căn cứ điều 1 thì các bạn tìm đến file, nhấn chuột vào file, các bạn tìm đến điều 11. Thì để các bạn đọc à, nhiệm vụ à, của các từng loại công chức à, cấp xã. đây ví dụ như đây điều 11. rất là dài. Đó, thì các bạn thấy đây là Điều 11 là rất rất dài đây Đó Thì các bạn để ý Là à, đọc kỹ cái điều 11 Ít ra nhất các bạn đọc một lần Phương pháp học là như vậy này Các bạn đọc ít nhất một lần điều 11 Để nạp dữ liệu vào bộ óc các bạn Đó Các bạn phải nạp dữ liệu vào bộ óc các bạn này Đó à, Điều 11 đây Nhiệm vụ của từng chức danh công chức cấp xá để Các bạn đọc điều 11 Thí dụ một là công chức chỉ huy à, Trưởng ban chỉ huy quân sự cấp xã, rồi à, sau các bạn tìm ra cái đặc trưng à, của nhiệm vụ của công chức à, cấp xã. thí dụ văn phòng thống kê, à, công chức văn phòng thống kê, các bạn phải để ý à, các cái cụm từ dưới này, các bạn đọc ít nhất à, là một lần để các bạn tìm ra. À, không yêu cầu các bạn học thuộc, vì không thể học thuộc được, à, vì trách nhiệm là nó phơi bày hết lên nội dung của màn hình à, để các bạn đọc à, thì do sau các bạn tư duy cái nội dung này nó phơi bày hết lên trên màn hình trắc nghiệm được rồi. và nó nội dung nó phơi bày lên từng phương án thí dụ các đọc các bạn đọc cái giá trị trong một kép này các bạn thấy có cái cụm từ là tài chính ngân sách đó, thì đây là cụm từ đặc trưng cho cái nghề kế toán tài chính cho nên các bạn tìm cái cụm từ tài chính ngân sách thì phần mềm cũng hướng dẫn các bạn đọc đọc điều 11 sau khi đọc lần thứ nhất các bạn phải làm loại câu này là các bạn tìm ra cái cụm từ đặc trưng à, trong câu hỏi sau đó các bạn soi vào từng phương án sau đó các bạn suy ra được à, câu hỏi trả lời à, à, theo phương pháp tư duy mà thí dụ cái cụm từ đặc trưng trong câu hỏi này là tài chính ngân sách là nó đại diện cho cái nghề tài chính kế toán cho nên khi các bạn đọc nội dung ở trên đây Nội dung này là nhiệm vụ của chức danh công chức cấp xã nào Các bạn soi vào từng phương án Thì phương án A công chức văn hóa xã hội thì không phải này Công chức tư pháp và tịch không phải này Công chức tài chính kế toán thì đúng này Đó Thì công chức văn phòng thống kê không phải này Như vậy Cái, cái nội dung đặt trong ngọc kép này Tham mưu giúp Ủy ban Nhân dân cấp xã Tổ chức thực hiện nhiệm vụ Quyền hạn của Ủy ban Nhân dân cấp xã trong lĩnh vực tài chính, ngân sách trên địa bàn theo quy định của pháp luật Là nhiệm vụ của à, công chức à, cấp xã Đó là công chức tài chính kế toán Đó, cái loại câu hỏi này các bạn phải học theo cái phương pháp đó nữa. Các bạn đọc một lần để các bạn nạp dữ liệu vào bộ óc Sau các bạn tìm ra cái cụm từ đặc trưng cho cái nghề nghiệp Thì là các bạn sẽ làm được loại câu hỏi này Đó, đấy, các bạn thích tuyệt vào không đấy Đây, thí dụ tương tự như vậy các bạn đọc này. Câu hỏi tiếp theo này Tham mưu giúp Ủy ban Nhân dân cấp xã xây dựng dự toán thu chi ngân sách cấp xã Trình Hội đồng Nhân dân cấp xã phê duyệt Tổ chức thực hiện dự toán chi ngân sách Và các biện pháp khai thác nguồn thu trên địa bàn Là nhiệm vụ của công chức cấp xã nào Đó các bạn tìm thấy Cái từ đặc trưng là dự toán thu chi ngân sách Đây là đặc trưng nghề nghiệp của à, công chức tài chính kế, kế toán rồi Đó các bạn thấy này cho à, nên phương án a chính cái nội dung trong câu hỏi ấy, đó chính là à, các bạn tìm ra được nhiệm vụ của công chức tài chính kế toán nó nằm trong cái giá trị trong một kép này là các bạn thấy học một loạt à, các câu hỏi là cái phương pháp học như vậy trách nhiệm nó phơi bày hết lên màn hình rồi các bạn không cần phải học thuộc à, các bạn cố gắng học theo cái phương pháp đọc một lần à, sau đó các bạn tìm những cái cụm từ đặc trưng à, cho nhiệm vụ quyền hạn của À, cái cái cái, cái à, chức danh công công chức nào là các bạn làm được à, loại câu hỏi khó thí dụ như là à, cái giá trị trong một kép trong câu hỏi này này chủ trì phối hợp với công chức khác theo dõi việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội tổng hợp à, thống kê kết quả thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội ở cấp theo quy định của pháp luật là nhiệm vụ của công chức cấp xã nào Phương án A là tất cả phương án này, phương án B công chức văn phòng thống kê, phương án C công chức địa chính xây dựng và môi trường, hay là công chức tài chính kế toán. Thì các bạn căn cứ điều 11, các bạn thấy, các bạn đọc một lần sau các bạn nhận diện cái cụm từ này là thống kê các kết quả thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội. Thì đây là cái cụm từ đặc trưng cho nghề thống kê, cho nên các bạn phải chọn, đây chính là nội dung nhiệm vụ của công chức văn phòng thống kê. À, để làm câu hỏi này, cái phương pháp này rất tuyệt vời. Để các bạn muốn học uh, các mục khác, các bạn di chuyển con trỏ lên. Sau các bạn kích chuột vào mục một lớn lên này, thì các bạn học lại cái mục này hoặc là học các mục khác. À, các bạn muốn thoát ra khỏi phần mềm để bảo mật cái mật khẩu của mình, các bạn kích chuột vào góc phải trên cùng màn hình có hình người này, nhấn nút trái chuột. Sau xuất hiện cái chữ thoát. Thì các bạn chỉ mũi tên chuột vào cái thực đơn thoát Để các bạn bảo mật cái mật khẩu của mình Và các bạn chỉ vào dấu chéo cửa sổ để tắt cửa sổ Thì như vậy là các bạn chỉ dấu chéo Thì như vậy tôi đã trình bày với các bạn xong Cái phương pháp học trên phần mềm à, hình thức trắc nghiệm .vn Tức là thông qua tình huống đặt ra của câu hỏi Để giải quyết tình huống đó Căn cứ vào điều mấy, khoản mấy Thì các bạn vừa học câu hỏi trắc nghiệm vừa học À, lý thuyết là như vậy tiết kiệm một thời gian học à, tránh cái trường hợp các bạn chạy xô đi tìm cơ hội trắc nghiệm để học à, có bạn cũng nói với thầy là tìm được một file tới 300 câu 500 câu để học thì như vậy là học Việt các bạn chỉ học nội dung câu hỏi với học nội dung phương án đúng thì các bạn không hiểu à, cái cái tài liệu đó nó giải quyết cái gì cả thì cái 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 cơ bản nhất vẫn là tài liệu các bạn phải bám vào à, chúng ta phải hiểu đúng nội dung của tài liệu từ hiểu đúng dẫn đến chúng ta làm đúng trong quá trình thực thi công vụ chúng ta sẽ làm đúng à, thế thì à, để học hiểu được nội dung à, và phương pháp làm câu hỏi trắc nghiệm thì các bạn học theo phương pháp tư duy tôi vừa trình bày với các bạn à, thì các bạn nạp dữ liệu vào bộ óc các bạn các bạn sẽ bắt đầu tư duy để các bạn tìm ra được trắc à, nghiệm là như vậy có cái thuận lợi của trắc nghiệm là các bạn phải, phải tư duy và mọi nội dung nó phơi bày lên câu hỏi và nội dung của phương án à, các bạn sẽ à, sẽ dễ dàng các bạn chọn được phương án đúng à, các bạn xem video của thầy hay và bổ ích nếu chưa chọn nút đăng ký thì hôm nay hãy chạm tay vào nút đăng ký để nó chuyển thành đã đăng ký ở trên YouTube để để các bạn được hai cái tiện ích tiện ích thứ nhất các bạn xem video bài giảng theo từng mục cái tiện ích thứ hai là có video bài giảng mới các bạn nhận được sớm nhất à, vì thế à, các bạn nên à, chọn vào nút đăng ký một lần nữa chúc các bạn thành công và cảm ơn các bạn